Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua việc bổ sung thêm ngày nghỉ cho công chức trong dịp lễ hội năm mới truyền thống của nước này vào tháng 4, giữa lúc Bangkok đang tìm cách duy trì sự phục hồi trong ngành du lịch của mình. Thông tin vừa được Bloomberg đăng tải. Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin cho biết, kỳ nghỉ đặc biệt vào ngày 12 tháng 4 sẽ áp dụng cho các văn phòng chính phủ và các cơ quan nhà nước khác, đồng thời kéo dài thời gian được nghỉ phép trong dịp lễ Songkran lên 5 ngày cho đến ngày 16 tháng 4. Động thái này dự kiến sẽ thúc đẩy du lịch và chi tiêu địa phương. Kể từ khi nhậm chức 6 tháng trước, chính phủ của ông Setha đã đưa ra một số biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch, nhằm thúc đẩy mức tăng trưởng trung bình dưới 2% trong thập kỷ qua. Lĩnh vực du lịch chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội Thái Lan và gần 1/5 việc làm. Thái Lan đã chứng kiến lượng khách du lịch nước ngoài tăng 48% lên 4,4 triệu người kể từ đầu năm nay so với một năm trước, khi có nhiều du khách Trung Quốc đến thăm theo chương trình miễn thị thực. Dữ liệu chính thức cho thấy gần 200.000 du khách từ Trung Quốc đại lục đã đổ xô đến Thái Lan vào tuần trước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tăng 68% so với tuần trước đó. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 35 triệu lượt khách nước ngoài trong năm nay, với 8 triệu lượt dự kiến đến từ Trung Quốc. Khách du lịch từ đại lục chiếm hơn 25% trong tổng số 40 triệu du khách nước ngoài năm 2019, nhưng chỉ chiếm khoảng 3,5 triệu trong tổng số 28 triệu khách du lịch vào năm ngoái. Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, doanh thu du lịch từ du khách nước ngoài đạt tổng cộng 215 tỷ baht, tương ứng với khoảng 6 tỷ đô la, tính đến ngày 11 tháng 2.